Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, với cáo buộc đưa ra doanh thu không đúng thực tế rồi huy động tổng số vốn 1.000 tỷ đồng, bà Phạm Thị Hòa, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Sen Tài Thu, đã bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, ngày 29 tháng 1, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Hà Nội, PC03, thông tin lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp bà Phạm Thị Hòa, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Sen Tài Thu, Nguyễn Thị Thùy Linh, con gái bà Hòa và Nguyễn Thị Lan Hương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo nhà chức trách, các nghi phạm trên biết việc công ty Sen Tài Thu có dư nợ phát sinh rất lớn, mất khả năng thanh toán. Tuy nhiên, từ năm 2018 đến tháng 5 năm 2023, các đối tượng lợi dụng uy tín thương hiệu chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu, nâng khống vốn điều lệ, đưa ra doanh thu lợi nhuận của hệ thống không đúng thực tế để huy động vốn trái pháp luật. Lãnh đạo PC03 Công an Hà Nội cho biết bước đầu, cơ quan điều tra xác định có khoảng 100 hợp đồng huy động vốn đã được ký kết tổng giá trị khoảng 1.000 tỷ đồng. Nhà chức trách đang làm rõ mục đích sử dụng số tiền trên của các đối tượng, mở rộng điều tra, đánh giá vai trò của một số người khác liên quan. Tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.